Xin chào tất cả anh chị em nhé. Hoan nghênh anh chị em đã quay trở lại với kênh của mình. Bữa giờ nghỉ xả hơi cũng được vài bữa rồi. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với thế mạnh của kênh. Một trong những dòng game mà rất nhiều người trên kênh yêu thích. Mình biết gì luôn. Khá nhiều bạn trên kênh thích cái thể loại game kinh dị sống còn hay còn gọi là kinh dị sinh tồn này. Ví dụ như dòng game Resident Evil. Thì hôm nay không phải là một tựa game Resident Evil nhưng mà cái tựa game có tên là The Evil Within. Game này ra khá lâu rồi. Game này do ông Shinji Mikami nha. Cha đẻ, người có thể gọi là cha đẻ của dòng game Resident Evil. Game này do ông đó làm này. Cho nên mọi người yên tâm là cái về cái chất kinh dị là cái chất sinh tồn nó không có thiếu đâu. Rồi, chưa. Game này trước mình có chơi rồi nhưng mà chưa có phá đảo cho nên hôm nay mình sẽ chơi lại từ đầu và sẽ phá đảo luôn ha. Tạm thời thì mình chỉ mới mua cái main game thôi, phần cốt truyện chính thôi, còn DLC thì chưa mua, để tính sau. Để bây giờ vô chỉnh cái đồ họa với lại cái âm thanh, mọi người thấy lớn nhỏ thì báo để mình biết mình chỉnh ha. Ok, thì mình chỉnh phần âm thanh với lại đồ họa xong hết rồi đấy. Trước khi bắt đầu chơi thì mình xin gửi lời cảm ơn đến những bạn đã tham gia vào dự án Việt hóa từ game này. Thì game này lúc đầu là được cái bản patch Việt ngữ á, được đăng trên game tiếng Việt nhưng mà cái link link đó bị lỗi rồi. Nếu bạn nào muốn chơi thì chịu khó tìm trên Google nhé. Giờ hỏi mình lấy trên trang nào mình cũng không nhớ nữa. Mình đào cách đây cũng khá lâu rồi. Cái đào cái patch Việt ngữ á. Rồi, không nói nữa chúng ta vô luôn. Đậu sáng vậy là ok đi. Có hai cái dễ là kinh hoàng hả? Một khi chọn xong đồ khó thì thể không thể nâng mức khó lên trong lúc đang chơi, nhưng có thể hạ mức khó xuống. Khi hạ mức khó lúc đang chơi thì bạn sẽ phải chơi lại chương đó. Thiết lập độ khó có thể được thay đổi trong trò chơi thông qua menu. Dễ gì đây, dành cho người yếu tim. Cho phép tự động ngắm và có nhiều đạn hơn. Kinh hoàng, độ khó tiêu chuẩn, thử thách, thần kinh thép. Kinh hoàng luôn. Mình có nhiều kinh nghiệm chơi thể loại này mà, sợ gì. Copy code 3, ETA 3 minutes. Copy 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. Hey, maybe it's the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph, you think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problem with Chimano's son of the Deacon Memorial. Is there any... God damn it! Jesus! Junior Detective Kitten. Any thoughts? Nothing yet. I'm sure we'll know everything once we get there. Thank you.
make of it? Connolly, contact dispatch and let them know what's happening. Joseph, Kidman, you're with me. We're gonna have a look around. Right. Game này ra cũng khá lâu rồi nhưng mà đồ họa đến giờ mình thấy vẫn là ok, vẫn khá là đẹp. Nhân vật chính chúng ta đây, thám tử tên là Sebastian. Giờ nó chưa cho chạy. Đây, đây là một cái bệnh viện tâm thần tên là Beacon. Xe cảnh sát quá trời luôn, cấp cứu. Chờ hình như chi cho gì đó. Chờ hình như nó chưa cho tiếp xúc gì á. Chúng ta phải đi vô trong. Bệnh viện gì nhìn giống lâu đài kia. Lâu đài cổ xưa, không thấy để cái bảng bệnh viện luôn. Rồi đi thôi. Smells like blood. All right, stay sharp. We're gonna check it out. Don't let anyone else through this door. I can be an extra set of eyes. We don't know what's happening here. You're a backup. Chén đẩy kìa. Beacon Metal Hospital. Xác chết quá trời. Did you hear something? Nghe cái tiếng gì đổ vỡ ấy. Thì nó không cho mình đi nhanh luôn. Đâu? Y tá chết luôn. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik is... I've got him. The security cameras might tell us something. Dữ vậy. Ồ, xét y tá không? Không có gì chúng ta tiếp xúc được hết. Trời đất ơi, đi chậm dưới ống. Không cho đi nhanh luôn mới đau. Ơn kìa, con cái xác ngồi, mình cứ tưởng là người sống. Đây, camera lên đây. Ồ, mới vô có cảnh này rồi. Nó mổ người như mổ heo. Có con dao, có con dao.
Giả bộ, giả bộ đưa nó đi đi. Giả bộ làm xác chết cho đi đi. Ôi đồ cười, khiếp. Nhấn space liên tục. Nhanh 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 nhanh. Ôi. Nó vừa vào đã vậy rồi. Game này thật ra lúc đầu á, nó sẽ không cho chúng ta chơi full màn hình đâu. Nó sẽ có hai cái viền ở khúc trên mà dưới giống như coi trong mấy phim rạp ấy. Nó cúi người đâu. Thôi 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 thôi. Không có nút cứu người luôn. Sao không hướng dẫn như vậy? Nút cứu người là lúc nào? À, ôi. Giờ mày mới chỉ tao, tao bấm xong mày mới chỉ. Ủa? Đi vô. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Đây rồi. Chìa khóa thường. Một nhẫn khóa được tìm thấy trong hầm của bệnh viện tâm thần. Nó đã được dùng từ lâu trước khi có hệ thống bảo mật hiện đại hơn. Chích men nó đi ra tí. Nhẹ lên ông nổi. Trời ơi. Nghe mới vừa chết rồi, kinh dị. Chọn đồ khó cao là như vậy sao? Đi 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 lệ giùm tao đi. Ơi mà chừng lại. Sao lần này nó quay ra nhanh thế? Rồi đi lệ. Lên 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 nhanh lên nhanh lên. Không, trong mấy bản update sau này nó mới cho chúng ta lựa chọn là chơi full màn hình đấy. Lẹ đi, không chơi gì nữa. Lại vẫn đi chậm nữa, đi lên nhanh lên. Nó lu à. Thằng kia đâu rồi? Nó không có đứng dưới. Nó đừng bảo nó đang ở sau lưng mình nhé. Có. Chích men. Thôi xong. Mới gì bảo luôn. Nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên, nhìn lên. Nhanh lên. Ôi. Xong rồi, rồi xong rồi. Cố lên, cố lên. Mới vô mà khó khăn vậy. Trái. Mới vô toàn là tiết canh không. Khiếp. Vậy nó chém bị thương ngay chân nữa. Có gì để băng bỏ không? Thật lâu quá mình không chơi, mình quên hết rồi. Game này như đó mình phá đảo mấy lần rồi, một hai lần rồi.
chờ gì nữa. Phải nhấn nút bay nó mới chịu nổi. Mới vô cho gặp là quỷ đồ tể. Có gì không? Không có luôn. Ông này trên người không có súng ống gì à? Thấy như cái đeo súng mà. Đeo cái bán súng trên hai cái dài mà không có. Trời ơi. Nhìn thôi là biết cái mùi đây nó khủng khiếp như thế nào. Cái gì không? Wow. Giờ để làm gì? Ê, đừng bảo nhốt tôi đây nhé. Không có tài liệu, tài lũng gì để đọc hết. Nhanh nhanh để nó đuổi theo nó là xong đấy. Quyển gì ghi chép cũ dưới cống ngầm. Kế bên cái cửa bị khóa ở đuối, cuối đoạn cống rãnh. Có một cái thang sẽ dẫn bạn đến một căn phòng điều trị cũ. Nếu bạn có thể băng qua đó, bạn sẽ thấy một cái thang máy dẫn ra ngoài. Có thể bạn sẽ trốn thoát được. Có thể bạn là người sẽ sống sót. Rồi. Chìa khóa đâu? Cứ cà nhắc về sao thoát. Đây bị khóa rồi. Chơi game này, mấy game này có nhiều tài liệu lắm cho nên phải chơi kỹ, không sẽ bỏ sót tài liệu ấy. Này bị khóa luôn. Thấy hôm nay ông cà nhắc tội chưa. Cái này hơi phi thực tế xíu hơn. Bình thường bị chém ngay chân nó là sẽ bị mất máu khá nhiều, mà nãy giờ rớt xuống cái bể tiết canh rồi giờ rớt xuống cống ngầm nữa. Không nhiễm trùng vết thương mới lạ. Mà game mà đâu phải bắt buộc lúc nào cũng giống thực tế đâu. Game mà làm giống thực tế quá chơi cũng mệt lắm. Làm chế độ đói khát ngủ nghỉ rồi đó. Mấy game sinh tồn kiểu đó chơi cực lắm, áp lực lắm. Mình đã từng chơi mấy trả lời game sinh tồn mà nó làm sát với thực tế là nhân vật sẽ bị nào là đói nè, khát nè. Rồi không phải đi ngủ nữa, không là sẽ mệt. Ghi chép ở phòng theo dõi. Mình nghĩ là cái này chắc mọi người chữ mọi người cũng đọc được ha. Nếu mà nhỏ quá không đọc được thì comment để mình biết tập sau mình sẽ đọc. 1 giờ hệ thống STEM bắt đầu thử nghiệm. Tên đó đã xuất hiện, cái tên đó là tên đeo mũ trùm ấy. Bot chính trong game này. Lâu rồi. Đi cả nhắc. Đúng tội đi. Ra đây không biết có gặp là cái thằng quỷ tâm thần kia không.
Vừa vừa mới nhắc xong. Chết mẹ nó làm sao kìa. Còn tròn, nắp vô, nhanh. Thằng này nó linh thiệt chứ. Mới vừa nhắc xong nó xuất hiện liền. Cầm cưa máy đi. Trên người mình thì không có vũ khí gì để chống lại nó hết. Tại chạy còn đang bị kẹt hột. Đúng là tránh vỏ dừa. Đây không phải tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa mà kiểu khốn khổ trăm bề. Tròn cú xuống đi. Ơi nó kìa. Ủa cái tưởng nó đi ra chứ. Đừng quay lại nhá, đừng quay lại nhá. Ồ, vết thương ở chân thấy rõ luôn. Chết mẹ nó vẫn đứng ở đó. Ơi. Giờ nó đi đâu? Chết nó đi lại đây. Đi vô đây, nó đi vô đây. Ôi, đừng thấy sao. Chết rồi. Có thế nhở. Mỏi quá. Vậy mà nó cũng thấy được. Vậy là không đi được đường đó. Trời ơi. Nó sẽ quay lại đây nè. Nhanh chị nhanh. Nhanh lên. Đây rồi, nó ra đây rồi. Nó ra phải nhặt cái chai. Rồi thiên đường là đây. Trời ơi, sao nhiều. Xong. Cố lên. Trời đất ơi. Bấm nút chạy nhanh rồi mà không hiểu sao nó không muốn chạy. Cái đồ khó kinh vậy.
Rồi nó lưu đây, hóa ra nó lưu đây. Phải yếu. Nhanh 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 lên người ơi. Để lên coi. Khốn khổ. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi kịp rồi. Mình đã cố gắng bấm rồi, không hiểu tại sao lại bắt kịp đoạn đó. Twisting me around, there is nothing I can do. Đó vừa rồi chỉ là một đoạn điểm tâm nhưng mà mình chết hai lần, hậu quả của việc chọn độ khó cao đấy. Shinji Mikami là đạo diễn nha. Evil Within có thể dịch là ác quỷ trong ta. Tọt chưa? Nó được bảo tới đây nó còn dính. Ôi, vết thương cái chân lạnh rồi này. Bằng một cách thần kỳ nào đó, ngồi thang máy và vết thương nó lành lặn. Logic game nữa hả? Rồi rồi, tôi không có comment gì game nữa đâu. Giải được luôn. Đổ ra bên đây. Ngồi thang máy xong vết thương phục hồi luôn, quá ghê.
cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps. We're fine. Fine. We will be once we're far away. Fine. A little further and we'll be fine. Fine. Fall! Fall! Vậy là hoàn thành xong chương 1. Sao, mọi người thấy sao? Ấn tượng chưa? Đoạn phim cắt cảnh vừa rồi là mình nhớ đến cái bộ phim Năm Đại Họa 2012. Cũng có cái đoạn mà nhân vật chính với lại người nhà chạy xe giữa lúc mà trời rung đất chuyển vậy. Vì nó hay lắm ấy. Bạn nào chưa coi nên coi đi. Hóa ra vừa rồi chỉ là mơ. Mà chưa chắc đã là mơ. Bây giờ nhân vật chính chúng ta không biết thế nào là mơ, nào là thật đâu. Phát hiện thi thể, tìm thấy nhiều xác chết tại bờ hồ trong thành phố. Nguyên nhân chết còn là bí ẩn. Nguyên tờ báo đọc được có đoạn ngắn đó. Đây, chúng ta sẽ nhập cái đó để nâng cấp. Dán gì nhiều thế. Ấy, cô y tá kìa. Are we awake? Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are the only soul here. What? Right now. Vẫn còn đang bị choáng hay gì? A hospital. This place is necessary for you. You're always welcome here. I've been hospitalized. I'm afraid I cannot answer that. Please, sign in here. Without signing it. Hello, huh? There's no way to ensure your future memories. This way, please. Bên này có gì không?
không có đọc được, mình như phải làm theo tiến trình. Nó kêu đi đâu là đi đó chứ không có vượt quyền. Ok ok, game bảo sao làm vậy đi. Smells like medicine. Trời, phải ngồi lên ghế này rồi. You are all right. Please relax. Please have a seat. Nâng cấp, nâng cấp, nâng cấp. What the hell? You mustn't fight it. This is for your own good. No. Stop. Keo xanh có thể được dùng để nâng cấp chỉ số kỹ năng. There now. You see? All better. Cái ghế này giống như ghế trà tấn luôn. Nãy cảnh là mơ, ở trong mơ. Không biết đó là mơ hay là thật. Ông như một chính giờ ông cũng đang thắc mắc. Đâu là mơ, đâu là thật luôn. Có cái gì kìa. Shit. What the hell is going on? Where am I? Tôi cũng không biết lắm. Ống thuốc. Nguồn gốc là thuốc trong ống tim này không ai biết. Nhưng nó có thể phục hồi khá khá lượng máu. Where are you? Trang bị sử dụng ép. Đấy, thành máu nè. Đi, còn mình keo nè. Rớt đây rồi. Còn có mình nữa. Còn ai sống sót nữa không? Rồi, đi chắc đi theo vết máu. Tướng đi hơi kỳ cục ha. Trời gầm dữ thế. Sắp mưa à? Cái gì đây? Trời ơi. Ép tấn công cái địch bằng tay không với vũ khí cận chiến. Chuột trái vẫn được mà. Chắc là phá cái bình này. Phá cái này. Đây chúng ta cho đánh cận chiến nha. Ôi chạy được luôn, có thanh thể lực luôn. Đúng là lòng quá không chơi, quên hết. Game cho đánh cận chiến chứ không phải giống như RE thì không cho đánh cận chiến. Cái dòng Resident Evil không cho đánh cận chiến. Đấy, nãy mà chạy nhanh gì là thoát sớm rồi. Đang làm gì vậy? Ra
God, Conway. Ông này biến thành quái vật rồi, giống như zombie rồi. Nó ngồi ăn xét. Phải giống trong rè một không? Trong giống như trong cái phần biệt thự. Mình đây đây có mình kêu. Tốn mất 3 viên đạn. Biết vậy nãy chọn đâu có dễ rồi. Mà không sao, mình có kinh nghiệm mà mọi người yên tâm. Mới chết có 2 lần chứ nhiêu. Chết đó là do mình chưa quen cơ chế chứ không phải do mình chơi dở ra. Đấy. Were you warning me about this? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. How am I gonna get you to a hospital? Hospital. 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 Hospital! What the fuck? Chịu để phá mày. Cho nhảy dưới vậy. Đang tính cuối người. Rồi đất ơi. Lần trước mày lần mấy lần trước mình chơi bằng tay cầm á. Mày chơi bằng chuột bằng phím nó nhảy quá. Hết mờ nó máu rồi. Chạy nước rút ai mà chả biết. Toàn hướng dẫn sao không. Đợi người ta biết hết rồi mới hướng dẫn. Sử dụng diêm tiếp cận cái địch bị ngã và nhấn xe để đốt chúng, tiêu diệt chúng hoàn toàn. Tốn một quay diêm cho hành động này. Những cái địch gần nhau có thể bị đốt với một quay diêm, những thứ khác cũng có thể bị đốt. Tưởng là đạn chứ ai giờ là diêm. Cơ chế đốt xác trong rễ một đây này. Chiếc mấy con này phải đốt xác nữa. Item có được cá nhân được chắp bắt có việc đi cho nên mình phải lót game, có việc gấp gì lót game lại thì ở đây nó cho 4 viên đạn chứ không cho cái kia nữa. Ok. Ngon hơn, 40 đạn ngon hơn. Không gặp nhiều quả thế. Ở bên phương Tây quả là điềm chẳng lành đấy. Đây có gì không? Hai ngôi nhà. Ui. Ghê vậy. Chúng ta có mỗi cái này rồi. Chọn phím tắt. Rồi số 1. Ok. Đây, hành trình của Sebastian Castellanos như 19 đấy. Tháng 11 năm 2004.
Bối cảnh ra game diễn ra ở thành phố Brimson. Đây là nhật ký của nhân vật chính. Chói gì mà sáng thế? Game chơi chế độ này, chế độ full màn hình này nó bị cái gì? Nó hơi cày giật không? Không vô được. Không vô được luôn. I don't know if that was a bad dream or this is. Whatever is the matter. Ôi tả ơi, cô đừng xuất hiện chỗ đó nữa đi. Đây có gì đọc được không? Mất tích Lexi Winter, bệnh nhân tâm thần. Leslie Winter đã mất tích ở buồng giam của bệnh viện tâm thần Beacon. Con tà không? Báo nữa này. Kẻ sát nhân hàng loạt liên quan đến vụ mất tích. Báo của thành phố Rimson. Gọi luôn nó đi, chắc ăn. Đang chơi đồ phó này tốt nhất. Đâu được thì cứ luôn thôi. Rồi, vô nâng cấp. Chỗ này ra được mà vô nâng cấp trước đã, có 1.500 rồi coi nâng cấp được gì. Đừng bảo nâng cấp xong bị cháy với lúc nãy nha. Thanh máu thăm giới hạn thời gian chạy không đủ, cần tới 2.000 gieo xanh, chúng ta có 1.500 rồi. Năng lực không đủ và vũ khí coi. Tốc độ bắn, thời gian nạp đạn, sức chứa đạn, stop. Tài năng số lượng đạn là nào. Bè chim. Có năng đạn mình chứ. Rồi. Có 500 mà không đủ. Nâng số lượng đạn mang theo rồi. Ở trong cái chỗ lúc nãy á, chỗ của cô y tá là chúng ta được an toàn nhỉ? Cái đó là phòng luôn, an toàn tuyệt đối. Lúc đầu thôi, mình nói lúc đầu thôi, lúc sau có chuyện gì thì từ từ mọi người sẽ biết. Chúng ta sau này có thể nâng cấp thể lực nữa. Ủa ai kia? Ý cái thằng lách lý kìa. Control bay ám sát. Rớt ra gì luôn. Nhớ lần trước mình chơi là mỗi lần giết mấy thằng này nó sẽ rớt ra mấy cái gieo xanh gì. Mỗi lần này chọn đồ khó này nó không rớt ra cái gì hết. What the hell? Cái dự là từ giờ đến cuối game còn chết khá nhiều lần.
Em thì ra hồi 2014 rồi. Cho nên cái đồ họa nó chỉ được như vậy, với lại cái lối chơi của nó không có được như bây giờ đâu. Ý được cái chìa khóa này. Chìa khóa này chút nữa chúng ta sẽ biết cách sử dụng như sao. Dùng nó trong cái chỗ cái bệnh viện có cô y tá đấy. Một cái chai. Are you guys from around here? I don't know where. I can't go on. Giờ mình phải dùng cái này để diệt nó. Nó không nghe. Rồi đừng quay lại nha, đừng quay lại nha, đừng quay lại nha. Đừng quay lại, đừng quay lại. Không, tao phải tốn đạn. Quay lại đúng lúc rồi. Con kia nó nghe sao? Tốn mất một hai viên đạn. Ủa cái mình đâu? Mày đã mới lụm được cái mình đâu mất tiêu không? Đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại, đừng quay lại. Đúng rồi, đúng rồi. Hoang lắm. Không rớt đồ đó luôn. Quá đáng thiệt. Chơi vậy sao chơi? Không rớt cái gì hết. Rồi, diêm. À, quên cái vụ đốt xác nữa chứ. Rồi hai thằng kia có cần đốt không? Ôi, ôi máu, 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 máu. Máu là cho số 3 đi. Này có gì không? Núp. Hai thằng kia hồi nó có sống gì không? Giờ xài diêm nữa thì hơi uổng. Chắc là nó sẽ không sống lại liền đâu. Oh. Lần này anh không dính bẫy nữa đâu. Rồi. Đây là hết. Ồ, đã ánh sáng phát ra từ rọ tháp kia. I feel like I'm being pulled just looking at it.
thể lực cho yếu, chắc phải nâng cấp thể lực thêm. Thể lực có chút xíu. Kìa kìa kìa, thấy nó tắt đèn. Sấm sét kinh dị. Mưa gió bão bùng chứ. Nó lùa, nó lùa. Bọn này đông lắm. Ở vô đây à? Chứ mình nghĩ mình đi ngoài chắc chắn nó sẽ thấy. Vậy có ai không? Ai? Đúng chất kinh dị sinh tồn đi. Đứng dậy sao ra thì cái chớp chớp giật giật hoài vậy. Thôi đã khó nhìn rồi chứ. Đốt luôn, đốt luôn. Nó phải sống lại. Ông cái chai. Chim. Trời, có một viên đạn quá đáng vậy. Đạn thì nó giấu trong này. Thấy đâu. Chui vô gõ đi. Rồi. Bắt nét đầu luôn. Ui. Không chơi mấy game phải chịu khó tìm kiếm, mà chạy tìm thì chả thấy. Dùng nhà ê nhặt cái gì đấy lại phải chơi. Ô nhà có 7 rồi. Bắn gì hộp Suma con nó bắn cái gì con thù chả thấy gì mày lạ. Cái mẹ mấy con quái ghẻ nó dí đúng nhục.
từ. Phải đạn thì cái này nó tinh mắt đấy. Nó còn đây không? Đi có máu, có máu. Mày quá. Gì mà nãy không thấy. Tao thôi thì không biết mọi người thấy gì không? Mình đang chỉnh độ sáng tới 70%. Nó lại ra nữa. Trời, nó chị nó vẫn thấy à. Hư cấu. Hao đạn vãi lúa. Hư cấu quá. Sao tường gì mà nó vẫn thấy. Không thể tin được. Ôi ôi. Đây nữa. Lắm thế. Ôi ôi. Bảy gấu đâu vậy? Bảy gấu vậy chứ? Đủ trò thế. Bảy gấu nữa nè. Nó chưa. À, coi trong nhà có gì. Ngày lúc trời mưa gió bão bùng. Đạn thì hiếm. Đốt luôn đi. Lại bảy thì sẽ đâu là bảy tới đó. Máu thì có rồi mà giờ đang cần đạn. Keo xanh chưa, mình nghĩ chắc còn á, thôi còn có bảy đây, dài nào nó bảy đây, cái này mình đứng lên chà là dính bảy chắc, hết rồi nhé, yeah. Rồi mới xét nữa, đốt luôn công hồi mình đang làm cái gì đó nó sống được không? Hai đứa này nó giả điên, nó giả chết chứ nó không phải chết thiệt. Và sau khi chết để đạn, ok, không cho đạn nữa chứ, không cho đạn nữa là rất là quá đáng luôn. Có hồi nãy mình không giết hết tụi nó thì tới đây cũng bị tụi nó cản. Xà thêm cái máu đi. Đấy. Máu gì cho nó lành. Đó hả? Để nó để bảy gấu lên đây không thấy đường nữa nhé. Thôi thôi thôi
Ai đốt lửa đằng kia rồi? Cúi người đi cho lạnh. Má mình có cảm giác bên kia nguy hiểm lắm. Đây có ngôi nhà, đừng có con nào trong đây nha. Ồ, không có ma nào này hết. 2000. Mấy bình này không phá được. Có 3 viên đạn nè. Làm ăn gì được rồi. Viên bay luôn rồi, né, không đủ đạn đâu. Nhiệm vụ của chúng ta là trốn thoát chứ không phải gì khác tụi này. Good God. That's right. Just keep doing what you're doing. Có thấy chạy. Thôi thấy được chính lên. God damn it. Vậy là xong chương. Bóng vuốt của bộ lạc. Đây có nhiều sách ảnh lắm mà không đọc được. Có thùng này phá được không? Phá được. Mà chả có gì. Ok, mình nghĩ tập đầu tiên tới đây được ha. Cũng hơn 1 tiếng rồi. Chúng ta cũng biết sơ sơ mình từ game này rồi. Qua 2 chương rồi đấy chứ có ít gì đâu. Rất mong là mọi người sẽ ủng hộ cái series này. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo sớm nhất có thể. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like và share video nhé. Nhớ để lại comment cho mình biết. Bye bye.